Ừ, đừng quay đó. tôi trả nợ, nó trừ tôi là nó thật. À ông thiếu nợ quá phải trừ ông. Đúng rồi, cơ chứ không phải trừ. Ông lãi nhãi từ sớm giờ. Không. Ờ như không. Sáng hái được nhiều á? Dạ, sáng hái cái bông 70 kg. Nhiều. 70 kg. Mà nhiêu tiền? Vừa bán này biết. Dạ rồi đâu biết. À mai đâu biết. À, dưa là mới bẻ bông hồi sáng nè. Dưa sáng mơ hái được. Sáng mơ mới bẻ bông nó hả được 70 kg. Ở dưới tay nè. Có về bò ăn hả? Nuôi nhiều ít bò? Vậy hả? À, Tết có gì bán không? Tết có hú hoa không? Tết có hú hoa không? Mẹ chúng vừa nghe nói gì có nghe hả? 2000 kg hả? Ừ. Chưa giờ thì nó rẻ rồi. Còn hổm được 10 mấy ngàn không? Hổm được 9-10 ngàn. Trời ơi dưa. Mà nãy giờ mình cũng tàn rồi. Con cũng tàn. Ừ. Ủa không được mới sợ. Còn 10 mấy ngày nữa thì vô Tết rồi. Vô Tết mà đồng ý nhưng mà nó giờ nó rẻ mới ghê nè. Ờ. Giờ cũng đang hái nè. Bởi vậy hái nay là mười mấy, còn mười mấy ngày nữa thì coi như là hái mười mấy đứa là hên xui. Vừa này hái 4-5 lứa mà em rộ rộ đâu có tới Tết nổi. Vậy đó hả? Ừ. Trời bí của con chó nó làm ngon quá. Ồ, con trái lắm mê. Rẻ quá cũng muốn. Mà rẻ cũng ngon hơn dưa leo. Đỡ hơn. Ờ 4-5 ngàn mà hả, 2-3 trái bí đang kiếm mấy 2 kg rồi, còn ông nội này mới là nhiều nè. Ờ rồi không có làm hủ qua hả? Ông đi giật dưa dưa xuống làm bí. Làm bí. Giờ tới làm cái chòi hả, nhậu ha. Nó nhậu. Đây có nhậu không? Dạ không. Đám dưa leo này tàn rồi nè. Tàn rồi. Đâm dưa. À, giờ dây cái bông thọ. Cứu bộ, cứu bộ.
Ở quyền là ra ngoài cũng không gặp đó, bây giờ ra gặp đó không phải. Tao đừng quay tôi không quay lại thì chết à, quay. Chút tấp có gì đâu mà sợ. Rồi quay cho hai đậu ơi. Còn má vậy vợ ra đọc chữ hay đọc chung tiếng rồi. Không có vợ nào nữ vợ tám nữa tám cướp hả.